Tình báo Đức bị tố nghe lén cuộc gọi giữa trùm Wagner và Tổng thống Belarus. Truyền thông Đức đưa tin, cơ quan tình báo liên bang BND của nước này đã nghe lén liên lạc giữa Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner. Theo tập đoàn truyền thông ARD của Đức, ông Lukashenko và ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã trao đổi qua điện thoại nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner tại Nga hồi cuối tháng 6. Các điệp viên của Berlin đã biết về vai trò hòa giải của Tổng thống Belarus và có thể theo dõi các cuộc nói chuyện đó bằng cách sử dụng nguồn lực riêng. BND dường như đã chứng kiến cuộc trao đổi quan trọng, dù họ không tiết lộ bất kỳ thông tin mới nào về các cuộc đàm phán chưa được chính ông Lukashenko công bố. Một phát ngôn viên của BND từ chối xác nhận hay bình luận về các thông tin này, viện dẫn lý do cơ quan này thường không phát biểu công khai về những vấn đề liên quan tới bất kỳ phát hiện hoặc hoạt động tình báo nào. Theo đài RT, một số hãng truyền thông gần đây nghi ngờ BND đã không thông báo trước cho chính phủ Đức về cuộc nổi loạn của nhóm Wagner cho tới khi quá trình này diễn ra. Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng tuyên bố trước báo giới rằng các điệp viên của Berlin không biết trước sự kiện và chỉ báo cáo về những gì diễn biến công khai. Tuy nhiên, theo ARD, cơ quan tình báo liên bang đã nhìn thấy những dấu hiệu mơ hồ về âm mưu của Wagner khoảng một tuần trước khi nó diễn ra. Truyền thông Mỹ cũng đưa tin các cơ quan tình báo của Washington đã biết trước về kế hoạch của ông Prigozhin và báo cáo cho Nhà Trắng cũng như Lầu Năm Góc vài ngày trước cuộc nổi loạn.